Xin chào các bác. Sản phẩm đầu tiên trong video này thì bên shop tiếp tục về cái dòng sản phẩm, đó là cái bóng đèn nhé. Bóng đèn này thì nó sử dụng cái dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện. Đó. Bên em thì có các cỡ. Đấy, cỡ nhỏ nhất thì hiện tại bên em đang gửi đến bác sẽ là 20W nhá, 20W. Ánh sáng trắng nhá, toàn bộ ánh sáng trắng. Cỡ thứ hai là 30W và cỡ thứ tư, thứ ba sẽ là 40W này. Đó thì tổng quan này có 3 cỡ: 20W, 30W và 40W thôi nhá. Em sẽ đi vào quay chi tiết từng mẫu một. Mẫu đầu tiên sẽ là 20W này. Đấy, 20W coi nhá. Dòng này thì nó sử dụng cái dòng chip LED siêu sáng nhá. Con này thì công suất của nó sẽ là 20W này. Đấy, 20W. Chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện luôn. Ánh sáng sẽ là ánh sáng trắng nhá. Con này thì sản phẩm này thì đây. Chiếu sáng trong nhà và ngoài trời nhá. Đó, và không chứa thủy ngân, an toàn khi sử dụng, chống nước mưa, chống bụi và chống côn trùng. Đấy, rất là ưu việt luôn nhá, rất là ưu việt luôn. Rất là ngon xịn sò, công suất này sẽ là 20W này. Đó. Màu sẽ là màu trắng nhá. Đấy, sản phẩm này là ánh sáng màu trắng. Con 20W này hiện tại bên em đang gửi bác một cái giá cực kỳ tốt luôn. Giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k. Các bác lên mã cho nó bóng đèn 20W này. Bóng đèn 20W giá sẽ là 45.000 cho một quả bóng đèn 20W nhá. Dòng của nó sẽ là dòng đuôi xoáy E72. Đấy, đuôi xoáy E72. Đuôi xoáy E72 thì rất là thông dụng rồi. Đây giờ em sẽ cắm test thử cho bác xem. Đó, cực kỳ sáng nhá. Đấy, rất là sáng rồi. Nói chung là các bác dùng vừa thì có thể tham khảo dòng 20W này. Đấy, ánh sáng thì nó cũng vừa, nói chung là vừa phải các bác đủ dùng thôi nhá. Đấy, vừa phải và đủ dùng. Mà giá thì nó trong tầm tiền. Đấy. Đấy là cái dòng sản phẩm là bóng 20W nhé. Giá của nó sẽ là 45k cho một cái con sản phẩm bóng đèn 20W này. Đó. Tiếp theo thì là cái mã 30W các bác nhá, 30W. 30W này thì hiện tại bên em đang bán giá sẽ là 60k nhá, 60k. Đấy, 60k. Nó cũng là dòng dòng bóng chống nước mưa, chống bụi và chống côn trùng. Nó cũng y như kia thôi, nhưng mà công suất nó sẽ cao hơn. 60k cho cái dòng 30W nhá. 60k cho dòng 30W này. Đó, giờ cũng sẽ test ánh sáng. Ánh sáng là sẽ là ánh sáng trắng nhá, toàn bộ sẽ là ánh sáng trắng. Sử dụng chip LED siêu sáng và rất tiết kiệm điện đúng nhá. Đó, thấy không? Ánh sáng trắng nhá, rất là sáng. Còn 30W này cũng rất là sáng luôn. Đó, bác nào mà thích sáng hẳn lên thì có thể dùng con 3W này, tham khảo dòng 3W này. Rất là sáng luôn nhá. Giá sẽ là 60k một con. 60.000 cho con móng 6 mà 30W nữa nhá. Đấy, 30W. Rất là ngon. Đuôi thì toàn bộ là đuôi xoáy, đuôi E72, đuôi phổ thông rồi các nhá. 30W giá sẽ là 60k nhá. 30W sẽ là 60k. Tiếp theo thì là cái dòng sáng hẳn này. Đấy, bác nào mà muốn sáng trưng lên ấy, sáng như ban ngày luôn. Đó. Thì tham khảo cái dòng này. Con này mã của nó sẽ là 40W này. Con này thì bên em gửi bác một cái giá sẽ là giá của dòng sản phẩm này 40W này, giá của nó sẽ là 75k nhá. 75k, sử dụng chip LED siêu sáng và dùng rất ok luôn. Đó đây. Em sẽ test thực tế cho bác xem. Bác mà dùng cái con 40W này thì sáng cực kỳ rồi. Đấy, sáng cực kỳ luôn nhá. Đây. Đó. Rất sáng nhá, rất sáng luôn. Đấy, các bác nào thích con này thì chấm hết này. Đó, sáng quá sáng luôn nhá. Đó, con này các bác sử dụng diện tích rộng thì rất ok. Đó, tuổi thọ cái dòng bóng đèn này thì toàn bộ của nó thì sẽ là vào khoảng tầm 30.000 giờ nhá. 30.000 giờ, 30.000 giờ thì các bác cứ nhân ra thôi. Đấy, tuổi thọ sẽ vào khoảng tầm 30.000 giờ này. Đấy, cực kỳ là lâu luôn các bác nhá. 30.000 giờ thì kinh khủng khiếp rồi. Đó. Giá con 40W này sẽ là 75k một quả nhá. 75.000 cho một quả 40W các bác nhá. 75k một quả. Đấy, bác nào mà ưng cái dòng sản phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp em. Số thì em để phần mô tả hoặc tiêu đề video. Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là nút đăng ký kênh để đón xem sản phẩm rồi video mới nhất nhá. Đây em sẽ sắp xếp đây để cho bác tham khảo lại một lần nữa giá này. Đó. Giá của dòng 20W sẽ là 45k, của dòng 30W sẽ là 60k và dòng 40W sẽ là 70k. Toàn bộ là dòng đuôi xoáy và chip LED siêu sáng.
thời gian chiếu sáng tuổi thọ sẽ là 30.000 dào nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo bên shop tiếp tục về cái lô, đó là cái bộ khẩu. Bộ khẩu này của nó sẽ là bộ khẩu 12 chi tiết, sẽ gồm các đầu khẩu từ 8 cho đến 24. 8 là nhỏ nhất và 24 là to nhất này. Đấy, chất thép thì là thép CRV siêu cứng cáp dây dẫn luôn. Các bạn nhìn những cái đầu khẩu này, rất đẹp đúng không nhá. Đấy, đi kèm sẽ có là tay lắc đi kèm như này. Tay lắc là tay lắc 1/2 và tay lắc sẽ có xoáy nhanh đảo chiều nhá. Đấy, tay lắc sẽ có xoáy nhanh và đảo chiều luôn, dùng rất ok nhá. Đó. Giá thì bên em gửi đấy một cái tay một cái bộ sản phẩm bộ khẩu 12 chi tiết này, giá thì cực kỳ ưu đãi luôn. Các bác lên mã cho em là cái bộ khẩu. Bộ khẩu 12 chi tiết này. Giá của nó sẽ là đi 170k bộ nhá. 170.000 cho bộ khẩu 12 chi tiết, giá siêu rẻ, siêu tốt gửi bác luôn. Đấy. Về các bác sửa chữa, xoáy siếc các thứ cho em, xoáy rất ok luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô bấm móng tay. Con này mã của nó thì các bác cứ lên mã cho em là bấm móng nâu nhá, bấm móng nâu này. Hoặc là ví nâu đều được, ví nâu. Ví nâu hoặc là bấm móng nâu đều được, bộ bấm móng tay màu nâu hoặc là ví nâu. Giá thì hiện tại bên em gửi ra một cái giá cực kỳ tốt luôn, 60k nhá. 60k cho một cái bộ ví nâu nha. Đây, em sẽ mở ra xem trực tiếp. Đó, một cái bộ combo sản phẩm gồm đầy đủ các chi tiết luôn, từ cắt móng tay, đó, cắt móng tay rồi là cả lấy dây tai zip chiếc này, rồi là nặn mụn, rồi là kìm cắt lấy da chết các thứ. Hàng thì rất là đẹp xịn sò, đựng trong một cái bao da hoa văn hoa lá cành rất đẹp này. Dùng xong các bác lại bỏ đây, các bác cất đi, dùng rất ok nhá. Con này các bác có thể mua về làm quà các thứ được, để mua về tặng cho bà xã cho mình dùng rất ok nhá. Đây, bộ sản phẩm rất là đầy đủ chi tiết, công năng, hết công năng sử dụng của nó luôn. Đấy, rất ok. Giá sẽ là 60.000 bộ nha. Các bác lên mã cho là bộ ví nâu, giá sẽ là 60k, hoặc là bộ bấm tay màu nâu này. Đấy, 60.000 bộ này có nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên mã cho bác là cái lô bóng đèn, à cái lô đèn pin, mã của nó sẽ là đèn pin D2 nhá. Mã của nó sẽ là đèn pin D2. D2 này. Các bác lên mã cho là đèn pin D2 đi. Đấy, mã của nó sẽ D2 cho nó dễ. Con này thì hiện tại anh em đang bán, mà gửi ra một cái giá cực kỳ tốt luôn, 140k nhá, 140k cho một cái combo đèn pin D2 này. Các bác lưu ý là bên em hóa đơn trên 200k sẽ được miễn phí ship nhá. Đây, một bộ thì sẽ là hàng đầy đủ nguyên hộp như này, có cả hộp đựng đi kèm luôn. Đây là em sẽ view cho bác từng chi tiết một luôn. Đây là một con đèn chính này, đấy, thân sẽ là thân nhôm, nó cực kỳ là chắc tay luôn, cầm rất vừa tay nhá. Con này thì chiều dài của nó khoảng tầm gần 20 cm, khoảng tầm 18-19 cm nhá, có phần dây đeo luôn này. Đó, đi kèm sẽ có cho bác là một viên pin. Pin này của nó sẽ là pin 18650, dung lượng sẽ là 6800 mAh và cái công suất sẽ là 3.7V nữa nhá. Đấy, điện áp xin lỗi các bác là điện áp sẽ là 3.7V. Ngoài ra thì sẽ có dây sạc đi kèm. Đấy, dây sạc thì này về các bác cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình thì các bác sạc ngon lành. Các bác lưu ý là những cái thiết bị mà nó sạc bằng cái cổng USB thì bên em đều không có củ sạc nhá. Đấy, đều không có củ sạc. Về các bác cứ cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình thì các bác dùng thôi. Nó sẽ không đi kèm củ sạc đâu. Đấy, vì bây giờ người ta làm nó sẽ cắt giảm đi. Đấy nên là nó sẽ không đi kèm củ sạc đâu, nó chỉ có nguyên dây này thôi. Về các bác cắm vào chung vào một cái củ sạc USB nhà mình là xong. Vì nếu mà làm nó sản xuất nhiều những cái linh kiện này, các bác nếu mà nó sản xuất nhiều là nó nghe một cái thông tin là cho hay là nếu mà sản xuất nhiều là người ta phạt rất là nặng, vì nó phạt những cái đấy làm ra những cái đấy mà ví dụ mà nó có hỏng ấy là nó rất là khó tái sử dụng, nên là nó rất là hủy hoại môi trường. Đấy nên là người ta rất là hạn chế làm cái củ sạc này, nên là các bác về các bác có thể dùng chung cái củ sạc của nhà mình được. Nên là em nhắc một cái lưu ý, các bác nên nhớ giúp em là tất cả những thiết bị mà bên em bán kèm mà nó sạc bằng cái cổng USB này thì sẽ đều không có kèm củ sạc nhé. Các bác lưu ý là không có kèm củ sạc đâu, chỉ có nguyên dây này thôi. Đấy, về các bác cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình thì các bác sạc chung được thoải mái thôi nhé. Có yên tâm là sạc chung thoải mái, vì điện áp là nó phổ thông, và bây giờ nó phổ thông nó đều giống nhau hết rồi các bác nhé. Đấy, thì về các bác cắm đây thì các bác sạc pin nó này. Đấy, còn phần pin này thì các bác xoáy cái phần nắp này ra đó, và các bác bỏ pin vào thôi, bỏ pin vào và các bác lại xoáy vào. Đấy, có thể xoáy ra 6 giờ ra nhá, để các bác sạc pin hoặc là các bác thay pin, hoặc là sạc thì các bác cứ để pin ở trong đây, các bác cắm sạc vào đây là xong. Đó.
Đấy các bác xoáy à, lưu ý cho các bác về các bác xoáy cái phần này, các bác xoáy cho em căng tay vào, xoáy căng tay vào nhá. Đấy thì cái phần tiếp xúc của nó với chuẩn này. Đấy đèn nó mới sáng nhá. Đấy, đèn thì rất là sáng luôn. Nó có các chế độ sáng nhá. Sáng nhất này, sáng vừa này, sáng vừa nữa này, sáng nháy này. Đấy, sáng nháy này. Những cái chế độ cơ bản của một chiếc đèn pin. Đó, nháy chậm luôn nhá. Ngoài ra thì cái con này nó có chỉnh như pha. Đấy, chỉnh như pha. Pha trụm này, pha rộng này. Đấy, đầy đủ ngon lành luôn nhá. Pha trụm pha rộng con này thì dùng rất ok mà cầm thì rất là vừa tay. Các bạn nhìn này, cầm tay em này, cầm rất vừa tay luôn. Đó, cầm rất vừa tay luôn nhá. Đây là coi em test cho bác xem cái đèn này. Đấy thấy không? Đèn khá là sáng nhá. Đó, nói chung là trong tầm giá thì một chiếc đèn này thì dùng rất ok đấy, có nhìn không? Đấy, soi cũng rất là xa luôn nhá. Đó, soi soi thoải mái luôn này. Đó, dùng rất ok luôn. Đây. Đấy, đây, góc quách soi hết luôn ngon này nhá. Đây là em đang để cái pha mà nó cái pha này của nó sẽ là cái pha pha trụm này, còn các bác thích rộng là các bác cho ra này. Đấy, nó rất là rộng nhá. Nếu mà cho ra rộng lắm các bạn, cho ra mà rộng lắm. Đây còn trụm mà nó bé tí này. Đấy thì các bác chỉ còn thao tác là các bác rút này. Rút lên cho. Đấy, rút lên. Đó, thao tác các bác rút cái này lên thì nó sẽ chỉnh được pha. Đó, chỉnh được pha nhá. Đó thì em cái con đèn này hiện tại bên em đang gửi bác một cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 140.000 một con, đầy đủ phụ kiện đi kèm, sẽ gồm có cả pin và cả dây sạc nhá. Các bác lưu ý là chỉ nguyên dây sạc thôi. À, khi các bật lên thì cái con này ở đây nó sẽ báo luôn cả pin. Đấy, nghĩa là báo phần trăm pin nhá, để các bác có thể các bác chủ động các bác sạc pin cho nó. Hết pin thì các bác nhìn cái vạch này các bác biết ngay là pin còn này hết này. Đấy thì nhìn các bác bật lên là các bác nó sẽ hiện lên luôn. Báo đèn lên luôn nhá. Đấy, full combo. Bộ sản phẩm sẽ gồm có một thân đèn bao gồm cả pin và một dây sạc đi kèm, giá cả hộp nữa. Đèn là hàng mới tinh, chưa còn rụng, giá sẽ là 140.000 nhá. Mã của nó sẽ là đèn pin D2 nhá, đèn pin D2 140.000 một cây. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái dòng bảng tự xóa nhá. Đấy, cái dòng bảng tự xóa con này kích thước của nó sẽ là 8,5 inch. Con này thì về các bác có thể là mua về tặng con tặng cháu nhà mình chuyên dùng để học tập các thứ rồi vẽ vời. Đấy, tập tô tập vẽ đây. Và con này rất là hay, khi bác viết vào đây xong các bác ấn cái nút nó xóa đi, nó gọi là bảng tự xóa nhá. Các bác lên mã cho là bảng tự xóa này hay bảng tự xóa. Giá của nó sẽ là 70.000 một chiếc nhá. 70.000 cho chiếc bảng tự xóa này, dùng rất là hay luôn. Đây em sẽ test cho bác xem luôn. Đấy, hàng thực tế này. Con này thì cái phần đằng sau nó sẽ có một cái nút khóa, về thì các bác nó đầu tiên mặc định nó sẽ bao giờ nó phần phần khóa này, các bác nhớ các bác đẩy về phần mở khóa chưa, đẩy về phần mở khóa này, đẩy về phần mở khóa và bắt đầu các bác lấy cái bút này ra, đi kèm sẽ có bút này, các bác lấy đây ra và bắt đầu các bác viết này. Đấy, viết các kiểu nhá, các viết các kiểu này. Đấy, xong bây giờ các ấn nút phát này mất luôn nhá, rất là hay. Đó, ví dụ các bác lên YouTube gõ cái kênh tên của kênh em ra là Tiến Hiền. Đấy, các bác gõ là Tiến Hiền là ra luôn. Đấy, Tiến Hiền. Đấy, các bác nhớ đăng ký kênh và cho em xin nút like nhá. Đấy, đây Tiến Hiền đó, Tiến Hiền bấm cái mất luôn nhá, rất là hay. Đó, các bác về mua tặng con là chó cho mình, mua về tránh xa cái điện thoại tivi thứ ra. Đấy, để tập trung mà ví dụ như là vẽ vời sáng tạo tập tô được vẽ đây, và dùng xong là các cháu có thể ấn cái là mất luôn. Đó, dùng rất hay nhá, bảng tự xóa. Giá của nó sẽ là 70.000 một chiếc nhá. Các bác lên mã cho em là bảng tự xóa giá 70.000. Đi kèm sẽ có cả bút biếc luôn, về là chỉ việc là gạt cái phần nút dưới này ra thôi. Đấy, và các bác gạt cái phần nút dưới này và các bác sử dụng với nhau các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên shop tiếp tục lại về cái dòng bộ tarot đen trong. Một cái bộ này của nó sẽ là 2 4 6 mũi nhá, 2 4 6 mũi. Đấy. Nó gồm các thông số như là M3 nhân 0,5, M4 nhân 0,7, M5 nhân 0,8, M6 nhân 1, M8 nhân 1,25 và M10 nhân 1,5 nhá. Đó thì sẽ gồm có 6 mũi từ to cho nhỏ đây. Ví dụ như cái mũi này là mũi nhỏ nhất này, không nhìn này. Đấy, mũi nhỏ nhất. Con này thì chiều dài mũi đầy đủ của nó sẽ là 7 cm. Đấy, vật liệu thì là dạng thép gió được phủ titan nhá. Đấy, ren thì cực kỳ là mịn rồi. Đấy, chuôi lục giác thế là 6.3.5 mm. Đó, chuôi lục giác. Chuôi lục giác này thì các bác dùng nó rất là phù hợp cho những cái dạng máy khoan pin, máy khoan điện cầm tay nhá. Đấy, tích hợp chức năng khoan kèm taro đen trong. Đấy, cho nhiều vật liệu, ví dụ như là các bác có thể là khoan sắt, khoan gỗ, khoan nhựa các kiểu luôn nhá. Đấy. Nói chung là cái bộ 6 mũi này thì nó rất là nhiều kích cỡ thông dụng theo cái hệ hệ mà các bác làm phổ thông rồi. Nói chung là dùng rất ok nhá. À, chịu khả năng thì con này nó phủ titan nên nó chịu mài mòn rất là tốt luôn, tăng độ bền của sản phẩm nhá. À, giá thì bên em gửi bác một cái giá bộ bộ Taro đen 6 mũi như này. Đấy. Giá sẽ là 120.000 bộ nhá. Các bác lưu ý là dòng này của nó sẽ là taro đen trong. Đấy, taro đen trong này. Hàng nói chung là siêu nét siêu đẹp mà. Đấy, các bác nhìn này.
Ở bộ nó bóng láng luôn nhá. Đấy, 6 mũi. Giá 120k bộ taro đen trong nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái dòng bàn chải con vịt nhá. Đấy, dòng này thì bán cực kỳ nhiều rồi. Đó là dòng bàn chải con vịt, hàng của thương hiệu Good Duck này, một trong những thương hiệu chuyên về những cái đồ gia dụng cực kỳ nổi tiếng luôn. Đấy, một cái bộ sản phẩm này sẽ gồm cho các bác là 8 cái bàn chải nhá. Đấy, 8 cái bàn chải như này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. 8 cái thì màu sắc nó sẽ có vàng đậm vàng nhạt như này. Đấy. À, thì nó nói chung là đều màu vàng hết thôi. Lông bàn chải thì cực kỳ mềm nhá. Lông bàn chải rất mềm luôn. Đấy, lông rất mềm luôn nhá. Con này thì trẻ em người lớn đánh hết luôn. Đấy, lông rất mềm. Ngoài ra tay cầm thì sẽ có ốp phần cao su chống trượt, và đặc một cái ưu điểm nữa là cái con này các bác có thể dùng để cạo lưỡi này. Đó, cái phần đằng sau các bác dùng để cạo lưỡi này, dùng rất hay luôn. Đó, màu vàng thì nhìn rất là nổi bật rồi. Ví dụ là dùng cho các bé như mình. Đấy, tăng cái sở thích đánh răng lên, vì nhìn cái màu nó bắt mắt thì các bác sẽ thì các bé sẽ thích hơn nhá. Hoặc là dùng cho người lớn cũng rất ok. Bác nào mà không thích dùng cái những cái dòng bàn chải to ấy, thì dùng con này cho em rất ok, vì nó dạng vừa vừa. Đấy, nhiều bác đánh cái bàn chải to đánh nó sợ sợ thì dùng con này cho em. Đó, rồi cái tích hợp cả cạo lưỡi luôn nhá. Đó, vệ sinh phần lưỡi của mình, khoang miệng của mình nhá. Dùng rất ok luôn. Mà lông của nó thì rất là mềm. Đó, lông rất mềm luôn. Đó, một hộp bàn chải sẽ gồm 8 cái như này. Bên em gửi bác một cái giá cực kỳ là tốt luôn. Các bác lên mã cho em là hộp bàn chải vàng hoặc là lọ bàn chải vàng. Lọ bàn chải vàng thôi nhá, bàn chải vàng này. Của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho 8 chiếc bàn chải này. Đấy, 70k chiếc, 8 chiếc bàn chải. Tính ra thì giá của nó thì chưa đến 10.000 thôi nhá, chưa đến 10.000, giá quá rẻ đâu. Đấy, các bác ra cửa hàng thì không bao giờ có cái giá đâu. Đấy. Cái sản phẩm tiếp theo này bên shop tiếp tục lại về cho bác thêm, đó là cái dòng sản phẩm cưa gấp đen trắng nhá. Đấy, tiếp tục lại về cái lô cưa gấp đen trắng, hàng thì rất là chất lượng rồi. Hàng của Nhật nhá. Đấy, hàng Nhật rất ngon xịn sò. Con này thì lưỡi của nó dài là 30 cm nhá. Đấy, 30 cm, hàng rất ngon. Hàng này của nó sẽ là hàng lưỡi kép. Riêng nó những cái hàng mà nó lõm cái hạt bưởi này, các bác cưa rất nhanh, vì khi cái phần mùn của bác cưa nó sẽ đẩy ra. Đấy, nó sẽ được đẩy ra nên bác cưa nó bị kẹt, cưa cực kỳ nhanh, cưa rất bén luôn, và cưa thì cầm cực kỳ chắc chắn nhá. Tay cầm thì ốp một lớp cái cao su mỏng này để cái tình trạng mà trơn trượt nó không xảy ra nhá. Cưa cực kỳ chắc tay luôn. Đó. Rất là ok trong con sản phẩm này. Đấy cho các bác này. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, rất ok. Dùng xong các bác thể là gấp gọn vào. Đó, và các bác mang đi nó rất là tiện lợi. Giá thì bên em gửi bác một cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Các bác lên mã cho em là cưa gấp đen trắng các bác nhá. Cưa gấp đen trắng. Giá con này hiện tại bên em đang bán là 70k một chiếc nhá. Giá chỉ có 70.000 cho một chiếc cưa đen trắng thôi. Đấy, 70k cho một chiếc cưa gấp đen trắng này. Đây em sẽ cho bác xem thực tế một cái video và nó test cái dòng sản phẩm đó các bác nhá. Đấy là thực tế về cái dòng sản phẩm cưa bên em đang gửi bác nhá. Con này cái lưỡi của nó rất là đàn hồi. Đấy, cái lưỡi của nó rất đàn hồi luôn. Các bác có thể bẻ thoải mái. Đó, bẻ thoải mái nên là các bác yên tâm là cưa cực kỳ ngọt ngào nhá. Cưa gấp đen trắng giá 70k một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop tiếp tục lại về cái dòng bộ kim chỉ nhá. Đấy, bộ kim chỉ cho các bác sử dụng này. Đây, một cái bộ kim chỉ của nó sang này sẽ gồm có là các phụ kiện như là cúc áo này, đó rồi là kéo cắt này. Đó, rồi là kim băng, thước coi nhá, thước đo. Đấy, các phụ kiện và quan trọng nhất đó là kim. Đấy. Kim không nhá. Đây kim của nó đây. Đó, một hộp kim luôn này các bác này. Đấy, một hộp kim đây luôn. Đó, kim và đi kèm là cái món quan trọng nhất, đã có kim là phải có chỉ nhá. Đã có kim là phải có chỉ đây. Chỉ thì nó có các màu, đấy, xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, nâu, đen, trắng, đầy đủ màu luôn. Đó, các màu nha. Đó, đựng trong một chiếc hộp rất là xinh nhá. Dùng xong rồi các bác có thể bỏ trong cái hộp này, các bác cất đi. Đấy, đến lúc có việc cần là các bác may vá thứ các bác lại lôi ra. Nó rất là ngăn nắp, rất ok nhá. Giá hiện tại bên em gửi bác một cái hộp kim chỉ này, giá sẽ là 40k một hộp nhá. Các bác lên mã cho là hộp kim chỉ, giá sẽ là 40k. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái dòng sản phẩm, đó là cái con cà lê 8 đầu này. Đấy, cái dòng sản phẩm là cà lê 8 đầu, cà lê đa năng nhá. Cà lê 8 đầu, cà lê đa năng. Đó, con này thì
cỡ nhỏ nhất thì của nó sẽ là đi có đợi chút để em nhìn này, 8 nhá, cỡ nhỏ nhất là 8 và cỡ to nhất của nó sẽ là 19. Đấy, từ 8 cho 19 nó sẽ có hai đầu cà lê. Con này các bác xoáy đa di năng. Đấy, xoáy đa di năng luôn, các bác xoáy mọi loại ốc cho em. Từ 8 cho đến 19. Đấy, từ 8 19, nói chung là các bác thợ thuyền hoặc các bác gia đình dùng sửa chữa cho em đi dùng thì rất ok. Giá hiện tại bên em đang bán một cái con cà lê 8 đầu này, giá sẽ là 90k một cây nhá. 90k cho một cây cà lê 8 đầu, giá quá rẻ luôn. Giá báo giá thị trường nhá. Các bác không phải mua đâu được một cái cây cà lê 8 đầu đa năng này mà giá của nó chỉ có 90.000 một cây thôi. Thị trường người ta đang bán một cái cây cà lê 8 đầu thì nó rơi vào khoảng tầm là đi 150, 150 một cây đấy các bác nhá. Giá cực kỳ cao luôn. Đây các bác cùng Các xem bác đi video thực sửa tế chữa ạ. máy móc mang một đống cờ lê đi, lung tung tìm kiếm mất thời gian. Với chiếc cờ lê 8 trong một kiểu Mỹ này giúp các bác vừa tiết kiệm chi phí, thời gian tìm kiếm đồ, vặn được tất cả bu lông ốc vít với đủ loại kích thước, thao tác dễ dàng, không đòi hỏi quá nhiều sức lực. 48 công cụ chỉ trong một chiếc cờ lê, không phải mất công tìm cờ lê phù hợp vặn ốc, quá tiện lợi các bác ạ. Các bác đi sửa chữa máy móc mang một đống cờ lê đi, lung tung tìm kiếm mất thời gian. Với chiếc cờ lê 8 trong một kiểu Mỹ này giúp các bác vừa tiết kiệm chi phí, thời gian tìm kiếm đồ, vặn được tất cả bu lông ốc vít với đủ loại kích thước, thao tác dễ dàng, không đòi hỏi quá nhiều sức lực. 48 công cụ chỉ trong một chiếc cờ lê, không phải mất công tìm cờ lê phù hợp vặn ốc, quá tiện lợi các bác ạ. Các bác đi sửa chữa máy. Cái sản phẩm tiếp theo thì ở đây em còn ít cái dòng gạt tàn. Đó, gạt tàn mạ vàng rất đẹp nhá. Nó là dạng hợp kim mạ vàng rất đẹp luôn. Đó, mạ vàng mà mạ cả phủ cả một cái lớp nó như kiểu dạng ngọc trai này, các bạn nhìn này, vân vân kiểu ngọc trai kết hợp với cái màu vàng nhìn rất là sang trọng lịch sự nhá. Đó, chuyên để các gạt tàn. Hàng của nó sẽ là hàng mới nguyên hộp này các bạn nhá. Hàng mới nguyên hộp như này. Các bác lên mã cho là sản phẩm gạt tàn này, em lên thanh lý nốt bác nhá. Còn có mấy con lên thanh lý nốt bác luôn. Đấy, gạt tàn. Đấy, gạt tàn này. Gạt tàn giá em bữa trước con này đang bán giá là 150k. Này thì bên em xả kho thanh lý bán nốt cho bác luôn. Giá 100k một con nhá. 100k cho con sản phẩm gạt tàn nha. 100.000 một con thôi. Đấy, còn có 5 6 con bán nốt bác nhá. Rất đẹp, rất xịn sò, sang xịn mịn nhá. Giá chỉ có 100.000 một cây thôi. Đó, 100k. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về một cái lô, đó là cái dòng lô ví nhá. Ví này của nó là ví đựng tiền. Đấy, ví này là ví nam nhá, ví nam. Ví nam nhưng mà dòng này thì nó sẽ có hai mã nhá, hai mã là một mã ví đứng và một mã ví ngang nhá. Đấy, mã ví đứng và mã ví ngang. Đây để em lấy một con mã ví ngang cho bác xem này. Con tay em đang cầm là con mã ví đứng. Còn con này là mã ví ngang đây. Lấy đại một con đi các ơi. Lấy đại một con đi nhá. Hàng thì của nó sẽ là hàng mới nguyên hộp luôn nhá, nhưng mà hàng này nó là hàng thanh lý siêu thị. Đấy, hàng thanh lý siêu thị nhưng mà là còn hàng nguyên hộp luôn. Nó vẫn còn nguyên trong hộp luôn nhá. Đấy, hàng nói chung là rất là đẹp xịn sò. Các bác em quay cận cảnh chất da nó này. Đấy, các bác không gì phải chê cả về cái chất da này. Từ đường kim mũi chỉ cho đến chất da cực kỳ đẹp luôn. Con này mã của nó sẽ là ví ngang nhá, ví ngang. Đó, ví ngang này. Rất là nhiều ngăn luôn, một ngăn, hai ngăn, ba ngăn, một ngăn khóa luôn nhá. Đấy, ngoài ra thì có các ngăn phụ để các bác đựng thẻ, giấy tờ rất ok. Đó, con này là con mã của nó sẽ là mã ví ngang nhá, ví ngang. Em bán đồng giá cả mị ví ngang ví đứng sẽ là 160.000 một cây nhá. Đây, con này là mã ví đứng này. Nói chung là dòng này thì bác nhìn cái chất da nó này, không có gì phải chê rồi. Quá đẹp luôn, quá xuất sắc cho một con ví này. Đó, rất đẹp nhá. Bên trong các bác đựng thẻ thiếc cho em rất ok. Đó, đây. Đầy đủ các ngăn luôn nhá, đầy đủ các ngăn. Dòng này thì 100% là dòng da thật rồi, không có gì phải chú cãi về cái dòng da này. Các bác cứ nhận hàng, các bác kiểm tra sờ tay này, các bác cảm thấy là nó đã chất lượng nhà rồi nhá. Sờ tay cảm thấy nó chất lượng về cái chất da nó, da nó sờ nó cảm giác là nó rất là thích luôn. Đấy, rất ok nhá. Đây, con này nó là ví đứng này, ví đứng con này, còn ví ngang là con này. Nhưng mà nói luôn các bác là hàng này thì nó rất là nhiều mã. Đấy, đây mã nó khác nhau lắm. Đây là ví dụ con này, này mã khác nhau này. Đây vào như con này mã rất khác nhau, rất là nhiều mã khác nhau. Thường thường thì nó chỉ có hai màu là nâu và đen thôi. Đấy, thường thường chỉ có hai màu và nâu và đen. Thì bên em bán đồng giá hơi em nhé, bán đồng giá sẽ là 160k. Đấy, bên em chỉ có nhặt cho các bác là theo ví dụ như là theo mã của nó sẽ là mã là có mã là ví đứng và ví ngang thôi, chứ còn bên em không chọn mẫu đâu vì số lượng nó có hạn lắm, số lượng nó có ít lắm, không có nhiều. Đấy, ví đứng này, các bác lên mã trên là ví đứng, ví đứng hoặc là ví ngang. Ví ngang. Đấy, chọn mẫu cho bác là sẽ chọn theo kiểu này thôi, đứng hoặc ngang thôi. Đồng giá sẽ là 160k nhá. Còn hình thì bên em sẽ chọn ngẫu nhiên, hình sẽ chọn ngẫu nhiên nhá, vì mỗi hình mỗi
mỗi một ví là mỗi kiểu hình khác nhau vì số lượng nó có rất là ít, 160.000 cho một chiếc ví đứng hoặc ví ngang được nhá, 160k một chiếc. Ví của nó thì nếu mà gọi ví chung sẽ là ví hộp trắng nhá. Đấy, ví hộp trắng. Ví hộp trắng này. Đó, ví hộp trắng nhá, 160k. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện U5 nhá, ổ điện U5. Dòng này của nó sẽ là dòng ổ điện nhiều nhất mà em từng bán. Đấy. Nó là dòng 16 lỗ nhá, sẽ có 16 lỗ. Hàng thì rất là nhiều lỗ luôn. Riêng cái dòng này thì nó là dòng đa năng rồi. Từ 4 lỗ, 3 lỗ rồi là các bác cắm dẹt, cắm tròn. Đấy, các bác cắm chân nước ngoài, chân Việt Nam, chân Nhật Bản đều được hết luôn. Đấy, cắm được hết nhá. Đa năng các loại lỗ luôn, lỗ dẹt, lỗ tròn, lỗ ba chân, lỗ bốn chân có hết luôn này. Đấy, đầy đủ ngon lành hết luôn. Một cái con ổ điện cực kỳ là ngon, chất lượng cầm rất là chắc chắn nhá. Công suất thì sẽ từ 10 đến 16A, chất liệu thì toàn bộ là bằng những ABS cao cấp chống cháy nổ nhá, chống cháy nổ. Ngoài ra thì sẽ có tích hợp công tắc an toàn và đèn báo, nghĩa là dùng các bác bật lên không dùng các bác tắt đi, và nó có đèn báo này thì hỗ trợ bác là biết có điện hay không. Đó, đi kèm sẽ có dây như này. Dây thì cũng khá là dài nhá. Dây này về khoảng tầm 2 mét đấy không nhá. Đó. Nói chung là con này thì các bác dùng thì thoải mái rồi. Con này các bác cứ nhận hàng cầm trên ổ điện là các bác thấy cái ổ điện của nó đã ưng như nào rồi. Cầm cực kỳ là nặng, đầm tay luôn. Đây này, đồng sáng bong luôn này. Đó, đồng sáng bong luôn. Các bác lên mã cho em là sản phẩm là ổ điện U5 nhá. Đó, mã của nó sẽ là ổ điện U5. Em lên mã luôn sẽ là ổ điện U5 đi, U5. U5 này hiện tại em đang bán một cái con sản phẩm ổ điện U5 này, giá sẽ là đi 110k nhá. 110k cho một con sản phẩm ổ điện U5 nha. Giá thì 110k một con này thôi. Giá cực kỳ chất lượng ngon này, gửi bác luôn. Đấy. 110k một chiếc nhá. Cực kỳ đẹp. Các bác nhìn này, quá dã man luôn, quá lắm ổ luôn. 16 ổ nhá. 16 ổ luôn. U5 nhá, các bác nhớ mã cho em là ổ điện U5 110k một chiếc này các bác nhá.